Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ và 10 giờ sáng mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Mai Tuấn luôn luôn kính chúc quý khán thính giả có được sức khỏe tốt, sự bình an, nhất là trong mùa đại dịch và hơn nữa trong cái mùa nắng như thế này. Các quý bác, quý chú lớn tuổi và mọi người nói chung cần phải uống nước nhiều và giữ cho cái gọi là điều hòa không khí được tốt, đừng để bị nóng quá, thưa quý vị. Sau đây Mai Tuấn gửi đến quý khán thính giả những tin tức về Hoa Kỳ, trong đó có một vài tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Donald Trump xuất hiện bất ngờ khi các đại diện cử tri của phe Dân Chủ chính thức đề cử ông tái tranh cử tại Đại hội của Đảng Cộng Hòa. Súng cảnh sát lại nổ, bắn trọng thương một người da đen ở Wisconsin, biểu tình bùng phát. Báo mạnh đe dọa cư dân của tiểu bang Louisiana được lệnh di tản. Bà Kellyanne Conway là cố vấn kỳ cựu của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút lui khỏi tòa Bạch Ốc. Tổng giám đốc bưu điện ông DeJoy làm chứng trước Quốc hội và cam kết sẽ gửi phiếu bầu cử đúng thời hạn. Thưa quý khán thính giả, Đại hội của Đảng Cộng Hòa đã khai mạc và Tổng thống Donald Trump đã chính thức xuất hiện một cách bất ngờ trước Đại hội Toàn quốc hôm thứ Hai, khi các thành viên trong đảng đề cử ông trong một cuộc điểm danh ngày khai mạc đại hội. Các đại biểu được triệu tập ở thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina để điểm danh, trong đó họ chính thức bỏ phiếu để từ chức Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump, người đã đến Bắc Carolina ngay trước cuộc bỏ phiếu, tức là đến tiểu bang North Carolina. Tổng thống không có bằng chứng đã lặp lại tuyên bố của mình rằng Đảng Dân Chủ đang cố gắng điều chỉnh cuộc bầu cử bằng các lá phiếu gửi thư gian lận. Tổng thống cho biết ông cảm thấy có nghĩa vụ phải ở đây, bất chấp việc thống đốc của Đảng Dân Chủ là thống đốc của tiểu bang North Carolina áp đặt các hạn chế do đại dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump nói như thế này: họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử giống như lần trước họ đã làm với hành động gián điệp. Tổng thống cho biết Đảng Dân Chủ cũng đang sử dụng COVID-19 để đánh cắp cuộc bầu cử này. Tổng thống nói Trump: cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước của chúng ta sắp diễn ra. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu chấp nhận đề cử để tranh cử chức Tổng thống với ông Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm sắp tới. Liên quan đến vấn đề bầu cử năm 2020, như chúng tôi vừa đưa, Đảng Cộng Hòa đang gióng lên tiếng chuông để phản công Đảng Dân Chủ. Cũng giống như Đảng Dân Chủ hồi tuần trước, vì đại dịch COVID-19, thay vì tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc như truyền thống, Đảng đã khai mạc đại hội tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Và sau khi nghe Đảng Dân Chủ mô tả Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ của Mỹ, Đảng Cộng Hòa trái lại đang cố gắng đưa ra hình ảnh đối thủ chỉ là một Joe Biden cực tả. Đại hội Đảng Dân Chủ tuần qua cho nổ những phát đại bác nhắm vào cá tính của Tổng thống Donald Trump và vào con số hơn 170.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Mike Pence đã phản công những chỉ trích của Đảng Dân Chủ và nói rằng nước Mỹ cần Tổng thống Donald Trump thêm 4 năm nữa tại Tòa Bạch Ốc. Thưa quý khán thính giả, Phó Tổng thống Mike Pence không quan tâm, hay nói một cách khác, ông đã không màng tới chuyện các đảng viên Cộng Hòa nổi tiếng, trong đó có cựu Ngoại trưởng Colin Powell và cựu thống đốc tiểu bang Ohio là John Kasich đã đứng về phía bên Đảng Dân Chủ để ủng hộ ông Joe Biden, 77 tuổi, thay vì ủng hộ gà nhà, tức là Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi. Những đảng viên Cộng Hòa này quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump vì Tổng thống Trump tới Washington cam kết cải tổ định chế, đó là lời nói của Phó Tổng thống Mike Pence. Trong khi đó, ngay từ hồi tuần trước, khi có sự xuất hiện chéo cẳng ngỗng nói trên của các nhân vật Đảng Cộng Hòa như chúng tôi vừa nói,
có thêm cả con gái của cựu thượng nghị sĩ John McCain và cả phu nhân của thượng nghị sĩ John McCain nữa. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự kiện càng khiến cho cán cân thăm dò lúc này nặng ký hơn cho ứng viên của Đảng Dân Chủ và rất có thể đưa đến thất bại cho Tổng thống Donald Trump trong ngày 3 tháng 11 sắp tới. Ngoài những chỉ trích về cách chính phủ của Tổng thống Donald Trump giải quyết đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng kinh tế và thất nghiệp hiện nay, thêm vào đó là tuyên bố rút lui khỏi tòa Bạch Ốc mới đây của bà Kellyanne mà chúng tôi sẽ nói ở phần dưới. Bà là một người trung thành nhất và có thể là người sâu cùng trong số những người đưa Tổng thống Donald Trump vào tòa Bạch Ốc năm 2016. Thêm vào đó là những lùm xùm đang nổi dậy sau cuốn sách của bà Mary là cháu của Tổng thống Donald Trump cùng với những thổ lộ của em gái Tổng thống Donald Trump, đó là cựu thẩm phán Barry, đã đưa ra những nhận xét và phê bình về Tổng thống Donald Trump trong nội cung gia tộc Trump. Em gái của Tổng thống Donald Trump nói như thế này: các bạn không thể tin được ông ấy đâu. Đó là lời nói của bà Barry đã được ghi âm một cách bí mật. Nói tóm lại, Tổng thống Donald Trump đang gặp khá nhiều những gập ghềnh trên con đường chạy đua với Joe Biden để có thể tiếp tục ở lại tòa Bạch Ốc 4 năm nữa. Chưa biết như thế nào. Và chúng ta hy vọng là sau đại hội của Đảng Cộng Hòa một hai ngày nữa, phe Cộng Hòa sẽ giống lên những tiếng chuông mạnh, bắn những phát thần nông. Có thể Tổng thống Donald Trump theo như survey hy vọng là sẽ nổi lên dần dần và có rất nhiều người đang mong đợi điểm đó. Cầu chúc cho Tổng thống Donald Trump có được sự may mắn. Và thưa quý khán thính giả, tiếp theo sau là một bản tin mà hy vọng rằng sẽ không gây ra những cuộc bạo loạn như cái chết của ông George Floyd trước đây. Đó là súng của cảnh sát ở tiểu bang Wisconsin vừa nổ lại một lần nữa, bắn trọng thương một người da đen, và các cuộc biểu tình đã bùng phát suốt từ hôm thứ Bảy Chủ nhật ở thành phố Kenosha, tiểu bang Wisconsin. Cảnh sát theo bản tin nói là đã bắn một người đàn ông da đen được cho là không có vũ khí và lệnh giới nghiêm khi xảy ra kéo theo những cuộc biểu tình đã có lệnh giới nghiêm của chính quyền tiểu bang. Nạn nhân được thông đốc của tiểu bang Wisconsin là Tony Evers đã xác định là ông Jacob Blake đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng vào tối thứ Bảy 23 tháng 8 sau khi bị cảnh sát bắn nhiều phát, theo ghi nhận của truyền thông địa phương. Các đám đông đã tập trung tại hiện trường và ném gạch cũng như bom xăng vào cảnh sát, theo các ghi nhận trên truyền thông xã hội. Chúng tôi chống lại việc sử dụng vũ lực quá mức và leo thang ngay lập tức khi giao tranh với những cư dân da đen của Wisconsin, ông Evers, thống đốc, đã viết như vậy trong một đăng tải trên Twitter. Vụ nổ súng đã xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương ở thị trấn Kenosha, khi các nhân viên cảnh sát đang phải đối phó với một vụ bạo lực gia đình, hay là nói đúng hơn là có mặt trong một vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân ngay lập tức được cảnh sát đưa đến bệnh viện. Đó là báo cáo của cảnh sát thị trấn Kenosha cho biết. Cảnh sát đã không đưa ra thêm lời giải thích nào về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Và Sở Tư pháp của tiểu bang Wisconsin cho biết vào sáng sớm ngày 24 tháng 8 rằng các nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng đã bị cho nghỉ hành chính. Nhiều đám cháy đã xảy ra tại hiện trường khi một đám đông tụ tập để phản đối vụ việc. Và một trong những cái vụ xảy ra bị đốt cháy, đập phá cướp của, tức là một hãng bán xe ở thị trấn này, đã bị rất nhiều kẻ lạm dụng hoàn cảnh để đập phá và cướp bóc. Nhiều cuộc biểu tình liên tiếp đã xảy ra phản đối sự tàn bạo của cảnh sát ở trên nước Mỹ, và bây giờ lại tiếp theo vụ này nữa thì không biết người dân Hoa Kỳ, và nhất là nói đúng hơn những kẻ bạo loạn, sẽ lạm dụng một lần nữa và có thể sẽ gây ra những khó khăn cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Trở về miền Nam của nước Mỹ, nói đến tiểu bang Louisiana,
các cư dân của tiểu bang này hôm 23 tháng 8, tức là hôm thứ Bảy vừa qua và vẫn còn kéo dài, đã nhận được lệnh phải di tản khỏi các vùng đất thấp ở Duyên Hải vì hai cơn bão kèm theo nhiều trận mưa to và gió lớn được dự báo có thể sẽ tiếp tục đổ bộ cách nhau vài ngày trong tuần này. Tin của hãng Reuters cho biết là sau khi bão có tên là Marco ập vào Duyên Hải từ bang Louisiana hôm Chủ nhật 24 tháng 8, một cơn bão khác tên là Laura sẽ gây ảnh hưởng tới tiểu bang này vào ngày 27 tháng 8, tức là ngày thứ Tư nữa. Trung tâm Dự báo Quốc gia đã được hãng tin Reuters trích lời nói hôm thứ Bảy rằng hai cơn bão ập vào Duyên Hải Mỹ cách nhau vài ngày có thể dẫn tới tình hình thời tiết nguy hiểm kéo dài. Các quan chức tại một giáo xứ công giáo có tên là La Force ở Duyên Hải, tiểu bang Louisiana đã bắt buộc cư dân ở những khu vực đất thấp tới trưa ngày thứ Bảy tuần qua phải di tản lên những vùng cao hơn. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo đối với cảng New Orleans và họ kêu gọi các tàu thực hiện kế hoạch di tản một số khu vực. Theo hãng tin Reuters thì việc di tản và khả năng xảy ra lũ lụt gây thêm lo ngại về việc lây lan COVID-19 nhiều hơn nữa. Đại học Tulane là một trong những đại học nổi tiếng của tiểu bang này, là nơi đã tuyển dụng nhiều công nhân ở thành phố New Orleans, đã cho biết là họ sẽ đóng cửa trung tâm xét nghiệm ngày 24 tháng 8, tức là hôm Chủ nhật, vì khả năng xảy ra lũ lụt và mất điện, đồng thời kêu gọi các sinh viên phải tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội. Tiểu bang Louisiana là thế, bước sang miền Tây của tiểu bang California thì sao? Như tin chúng ta đã biết, tiểu bang này và đại nạn cháy rừng mỗi mùa hè lại đang trở lại. Hơn 20 đám cháy lớn chứ không phải là nhỏ hôm cuối tuần vẫn tiếp tục tàn phá nhiều nơi ở tiểu bang California. Hãng tin Reuters đưa tin trích dẫn cơ quan phòng cháy rừng của tiểu bang và cho tới nay đã có ít nhất là 6 người thiệt mạng và khoảng 700 căn nhà đã bị thiêu rụi vì cháy rừng bùng lên sau đợt sấm chớp tuần trước. Ngoài số người tử vong nói trên thì có 43 lính cứu hỏa và thường dân cũng bị thương. Các đám cháy rừng hiện đe dọa một số khu vực ở vùng vịnh San Francisco, vùng rừng núi gần Đại học California ở Santa Cruz và một khu vực rộng lớn nằm giữa San Francisco và thủ đô Sacramento của tiểu bang. Hôm 22 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố các đám cháy rừng là một thảm họa lớn. Và nhờ cái tuyên bố này, có thể sẽ cho phép tiểu bang California được sử dụng ngân quỹ liên bang để giúp đỡ người dân và các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng do cháy rừng. Tuần trước thì dĩ nhiên, như bản tin cũng đã nói đến, là Tổng thống Donald Trump đã đe dọa có thể sẽ giữ lại viện trợ cho tiểu bang California, tức là giữ lại cái tiền viện trợ liên bang. Và nhiều người phân tích thời cuộc thì cho rằng Tổng thống Donald Trump cũng hay đưa ra những lời đe dọa như vậy, bởi vì tiểu bang California đa số cử tri là người của đảng Dân Chủ, và nếu Tổng thống làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, thưa quý khán giả. Và hãng tin Reuters đã dẫn lời thống đốc Gavin Newsom nói rằng lực lượng cứu hỏa hiện đang phải khống chế 560 đám cháy rừng lớn cũng như nhỏ khắp tiểu bang. Và tin cho hay có khoảng 175.000 người đã được yêu cầu phải rời khỏi nhà cửa của mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái tin cũng khá nóng mới xảy ra đây thôi, và liên quan đến tòa Bạch Ốc. Đó là bà Kellyanne Conway, một cựu cố vấn cừ cựu trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump, vừa cho biết là bà sẽ rời khỏi tòa Bạch Ốc, không tiếp tục làm việc nữa. Cố vấn lâu năm của Tổng thống Donald Trump và cũng là vợ của một người nhà phê bình thẳng thắn, ông này phê bình Tổng thống thẳng thắn, tức là tổng của bà Kellyanne, ông tên là George Conway. Bà Kellyanne sẽ rời tòa Bạch Ốc vào cuối tháng 8 này. Bà cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật như vậy. Bà Conway
đã từng là người quản lý chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Donald Trump năm 2016 trước khi trở thành một trong những người bảo vệ trung thành nhất của Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc. Bà cho biết bà và chồng bà có nhiều bất đồng với nhau. Dĩ nhiên chắc này là liên quan đến bởi vì chồng thì phê bình thẳng thắn Tổng thống Donald Trump, vợ bà Kellyanne thì lại bênh vực Tổng thống Donald Trump bất cứ giá nào. Cho nên bà nói là chúng tôi bất đồng với nhau về nhiều điều, không nói rõ là về Tổng thống Donald Trump, nhưng ai cũng hiểu thế. Nhưng bà nói chúng tôi thống nhất là chúng tôi cùng một quan điểm. Một quan điểm quan trọng nhất của chúng tôi trong cuộc sống gia đình đó là những đứa con của chúng tôi. Bà con Wayne nói thêm, bốn đứa con của chúng tôi đang ở độ tuổi thanh thiếu niên và chúng chuẩn bị bắt đầu một năm học mới ở trường trung học. Chúng phải xa nhà trong ít nhất một vài tháng và như hàng triệu phụ huynh trên toàn quốc đều biết, trẻ em học ở nhà đòi hỏi mức độ chú ý và cảnh giác là điều bất thường như những lúc này. Và bà nói một cách rõ ràng, đây là sự lựa chọn của tôi và đây chính là lời nói của tôi chứ không phải ai khác nói. Một quan chức chính quyền đã nói với đài NBC News rằng bà Kellyanne Conway đã nói với Tổng thống vào tối Chủ nhật tại phòng bầu dục về sự ra đi của mình. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này. Quan chức này và một nguồn tin thứ hai quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News rằng bà Conway dự kiến vẫn sẽ phát biểu tại hội nghị của Đảng Cộng Hòa trong tuần này như đã lên lịch từ trước. Thưa quý khán thính giả, sự ra đi của bà Kellyanne Conway như chúng tôi vừa thừa phần trên, có thể bà là một người trung thành nhất sau cùng đã có công đưa Tổng thống Donald Trump vào Tòa Bạch Ốc. Bà là người cuối cùng rời bỏ Tổng thống Donald Trump, như bà nói, vì gia đình. Nhưng nhiều người phân tích cho rằng đó chỉ là một cái cớ để cho nó đẹp ở bề ngoài. Chắc có sự rạn nứt nào đó giữa Tổng thống với bà Kellyanne, hoặc là giữa bà Kellyanne với Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Và sự rạn nứt đó đã không được hàn gắn dễ dàng. Bà Kellyanne ra đi trước ngày bầu cử đang gần kề. Có thể đây sẽ là một trong những lý do để càng ngày tạo nên nhiều gập ghềnh trên con đường mà Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Bước sang hồ sơ Iran và Hoa Kỳ với hồ sơ hạt nhân. Hoa Kỳ nỗ lực tái lập áp đặt chế tài lên Iran, nhưng đa số các quốc gia trong Hội đồng Bảo an đã phản đối. Bản tin nói 13 trong số 15 nước thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không tán đồng khi Hoa Kỳ nỗ lực tái áp đặt các chế tài quốc tế lên Iran. Các nước này lập luận rằng động thái của Washington không thỏa đáng khi vận dụng tiến trình được các bên thống nhất theo thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ đã rút ra cách đây 2 năm. 24 giờ đồng hồ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo loan báo sẽ kích hoạt 30 ngày đếm ngược để tái tục các chế tài Liên Hiệp Quốc lên Iran, kể cả biện pháp cấm vận võ khí cũng như cấm các chuyện khác nữa, thì các đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ như là Anh Quốc, Pháp, Đức, Bỉ cũng như một số các quốc gia khác trong đó có Trung Quốc, có Nga và có cả Việt Nam đó, vì Việt Nam hiện nay đang ở trong Hội đồng Bảo an. Rồi Niger, Grenada, một số các quốc gia, Indonesia, Estonia lên tiếng phản đối, không đồng ý với Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã tố cáo Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân, nhưng các cường quốc không đồng ý với Hoa Kỳ. Liên quan đến COVID-19, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủy quyền khẩn cấp điều trị COVID-19 sau khi cáo buộc cơ quan FDA Hoa Kỳ về sự chậm trễ. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền của ông đang cấp phép khẩn cấp cho việc sử dụng huyết tương dưỡng bệnh để chịu COVID-19, một phương pháp điều trị mà hơn 70.000 bệnh nhân đã nhận được. Một ngày trước khi bắt đầu đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, tức là hôm Chủ nhật,
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thông báo trong một cuộc họp báo lúc buổi tối. Tổng thống cho biết việc ủy quyền sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận phương pháp điều trị này. Tổng thống nói, chúng tôi đi trước các phê duyệt nhiều năm nếu chúng tôi đi theo tốc độ của các chính quyền trước đây. Và điều đó bao gồm cả vaccine. Việc điều trị bao gồm việc lấy sản phẩm máu giàu kháng thể từ những bệnh nhân coronavirus đã hồi phục và cung cấp cho những người bị nhiễm virus đã cho thấy một số lợi ích cho bệnh nhân. Nhưng bằng chứng vẫn chưa thể kết luận về hiệu quả và liều lượng thích hợp của nó. Và chúng ta biết cũng sáng ngày thứ hai thì Tổng thống Donald Trump đã đưa một cái tin vui là rất có thể chúng ta sẽ có những vaccine và những cái điều trị thích hợp để giúp cho vấn đề ngăn ngừa lây lan và giúp cho ngăn chặn được cái sự chết chóc của đại dịch COVID-19. Chúng ta hoan hô Tổng thống Donald Trump và hy vọng rằng những điều Tổng thống Donald Trump nói đây sẽ trở thành thực sự là hiệu quả để ngăn chặn COVID-19. Và dĩ nhiên, nhiều người thì cho rằng Tổng thống Donald Trump cố gắng để có được cái kết quả tốt cho cái mùa đại dịch này, đặc biệt là trước khi ngày bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Bởi vì rất nhiều người chỉ trích, đặc biệt là phe Dân Chủ, đã lợi dụng hoàn cảnh này để đổ lỗi tất cả cho Tổng thống Donald Trump. Bản tin sau đây cũng liên quan đến vấn đề COVID-19 tại Hoa Kỳ. Chỉ 8 ngày sau khi Đại học Notre Dame khai giảng, thì họ vừa đưa ra quyết định là tạm dừng các lớp học trực tiếp vì 146 học sinh đã bị nhiễm. Đại học Notre Dame đã đình chỉ các lớp học trực tiếp hôm thứ Ba tuần vừa qua, chỉ có 8 ngày sau khi học kỳ mùa thu của trường bắt đầu và sau khi 146 sinh viên và một nhân viên xét nghiệm dương tính với virus corona. Việc đình chỉ 2 tuần có hiệu lực vào thứ Tư đối với 12.000 học sinh của trường, được đưa ra một ngày sau khi Đại học North Carolina Chapel Hill đưa ra thông báo tương tự và khi Đại học của tiểu bang Michigan cũng hôm thứ Ba ra lệnh cho các sinh viên học ở nhà trong suốt mùa thu. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Virus là một kẻ thù đáng gớm, đó là lời phát biểu của linh mục John Jenkins, là chủ tịch của Đại học Notre Dame. Ông cho biết là trong tuần qua đã có những sinh viên nhiễm bệnh dương tính cho nên không thể tiếp tục. Và thưa quý khán giả, dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump cũng như rất nhiều người chúng ta mong muốn được cuộc sống bình thường trở lại. Nhưng nếu chưa có vaccine mà mở cửa ao ạt như Đại học Notre Dame và một số các đại học trong bản tin nói đến, thì có lẽ sự lây lan sẽ bùng phát lên. Dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump và chúng ta đều muốn càng sớm càng tốt trước đại dịch. Và có thể đó cũng là một cái điểm A plus cho Tổng thống. Nhưng mà hiện nay thì chưa có được kết quả một cách rõ rệt. Bản tin sau cùng liên quan đến vấn đề bầu cử nữa, là Tổng Giám đốc Detroit của Bưu điện Quốc gia đã ra điều trần trước Quốc hội. Và ông Tổng Giám đốc này, ông tên ông là Louis Detroit, đã cam kết sẽ gửi phiếu bầu và thư bầu cử đúng thời hạn trong cái dịp bầu cử 3 tháng 11. Ông đã nói như vậy trước Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu vừa qua. Ông tuyên bố công khai là lần đầu tiên của ông kể từ khi cơ quan bưu điện Hoa Kỳ bị giám sát gắt cao vì sự chậm trễ của thư. Ông từng là giám đốc điều hành hậu cần và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump. Ông Detroit đã phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội vì một số chính sách mà ông đã áp dụng, mà nhiều người cho rằng đã dẫn đến việc chậm trễ giao thuốc theo toa và tài liệu tài chính, cũng như gây ra lo lắng rằng dịch vụ bưu điện sẽ không thể giải quyết các lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vì cho rằng ông thiên vị Tổng thống Donald Trump. Và cuộc điều trần vừa qua, như có thể quý vị đã biết một số tin nào đó, một thượng nghị sĩ trong ủy ban điều tra, trong ủy ban hạch hỏi ông Detroit không cầm nổi mình, đã có nhiều lúc căng thẳng, và một vị thượng nghị sĩ, xin lỗi quý vị, tôi dùng tiếng nôm na dân an là đã văng tục.
Nay thì ông đã cam kết là sẽ làm đầy đủ tất cả. Bản tin sau cùng liên quan đến Tổng thống Donald Trump một chút. Đó là tòa vừa ra lệnh cho Tổng thống Donald Trump phải trả 44.100 Mỹ Kim cho người mẫu khiêu dâm Stormy Daniels. Tin từ Los Angeles, một tòa án ở tiểu bang California đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump trong tuần này phải trả 44.100 Mỹ Kim lệ phí luật sư cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels liên quan đến cuộc chiến pháp lý của bà về nỗ lực hủy bỏ một thỏa thuận tiền bạc được môi giới để giữ bà ấy im lặng về mối quan hệ tình dục của Tổng thống Trump với diễn viên Daniel một thập niên trước đây. Lệnh tòa án ở Los Angeles xác định là bà Daniel đã thắng kiện Tổng thống Trump về thỏa thuận được ký 11 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Là một phần của thỏa thuận, bên thua kiện sẽ trả phí luật sư. Thưa quý khán giả, nhắc sơ qua lại để chúng ta thấy, báo chí cũng đưa tin này một cách có thể nói hầu hết các báo chí đều nói đến. Câu chuyện thực hư như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta còn nhớ là trước cuộc bầu cử, trước đó chỉ có 11 ngày, thì luật sư của ông, của Tổng thống, lúc đó là ứng cử viên Tổng thống Donald Trump là Michael Cohen. Ông này cũng đã bị vào tù rồi nha quý vị, và mới được thả ra đây thôi. Michael Cohen đã trả 130.000 Mỹ Kim cho cái bà Daniel này, với điều kiện là im lặng không được nói gì cả. Đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mong Tổng thống Donald Trump sẽ thoát được. Chúng ta biết mà, một người có rất nhiều tính khí, phải nói là khác thường, đã vào tòa bạch cốc cũng khác thường, và hy vọng kỳ này cũng lại sẽ khác thường. Thưa quý khán giả, mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Trở lại với phần tin thế giới với một vài tin đáng chú ý như sau. Đại dịch virus corona đến bao giờ mới chấm dứt? 13 người chết ở Peru trong một sàn nhảy vì dẫm đạp khi cảnh sát đột nhập